ngồi yên tịnh tư duy tu hạnh viễn ly. Phật bảo Thiện Hiện: Nếu các Bồ Tát hoặc ở chỗ núi rừng đầm trống, đồng hoang vu, chỗ vắng vẻ, hoặc ở thành ấp xóm làng phố thị, chỗ huyên náo tạp loạn nhưng luôn xa lìa phiền não ác nghiệp và các ý nghĩ của thanh văn độc giác, thực hành sâu xa bát nhã ba la mật đa phương tiện quyền xảo và tu các công đức thù thắng khác, thì đây gọi là Bồ Tát hành hạnh chân thật viễn ly. Hạnh viễn ly này tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đồng khen ngợi, chư Phật Thế Tôn đều cho phép các chúng Bồ Tát thường nên tu học, dù ngày hay đêm phải tránh tư duy tinh tấn tu hành pháp viễn ly này. Đây gọi là Bồ Tát tu hạnh viễn ly. Hạnh viễn ly này không xen lẫn ý nghĩ thanh văn độc giác, không xen lẫn tất cả phiền não ác nghiệp, xa lìa các sự huyên náo tạp loạn, hoàn toàn thanh tịnh, làm cho các Bồ Tát mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, có thể cứu độ các hữu tình cùng tận đời vị lai. Thiện Hiện nên biết, người ở ẩn, trốn núi rừng đầm trống, đồng hoang vu, bỏ đồ nằm tốt, ngồi yên tịnh tư duy, mà được ma khen ngợi thì chẳng phải hạnh chân thật viễn ly của các Bồ Tát. Vì sao? Vì hạnh viễn ly đó còn có huyên náo tạp loạn, nghĩa là Bồ Tát hoặc xen lẫn phiền não ác nghiệp, hoặc xen lẫn ý nghĩ thanh văn độc giác đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, phương tiện thiện xảo không thể tinh tấn lãnh thọ tu học, nên không thể viên mãn trí nhất thiết trí. Thiện Hiện nên biết, có các Bồ Tát, mặc dầu ưa tu hành pháp hạnh viễn ly, được ma khen ngợi, nhưng sanh kiêu mạn, tâm chẳng thanh tịnh, chê bai khinh miệt các chúng đại Bồ Tát khác. Nghĩa là có chúng đại Bồ Tát tuy ở thành ấp xóm làng phố thị, nhưng tâm thanh tịnh không xen lẫn các thứ phiền não ác nghiệp và các ý nghĩ thanh văn độc giác, tinh tấn tu tập bát nhã ba la mật đa và vô lượng pháp Bồ Đề phần khác, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật. Tuy ở chỗ ồn ào náo nhiệt mà tâm vẫn vắng lặng, thường ưa thích tu tập hạnh chân thật viễn ly, Bồ Tát đó đối với chúng đại Bồ Tát chân tịnh như đây, tâm sanh kiêu mạn khinh miệt chê bai hủy báng lăng nhục. Thiện Hiện nên biết, các Bồ Tát này vì xa lìa phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa, nên mặc dầu ở đồng không mông quạnh, cách trăm do tuần, trong đó tuyệt nhiên không có các loài cầm thú rắn rít bọ cạp độc hại và giặc cướp hung ác, chỉ có quỷ thần la sát bà vân vân qua lại trong đó. Người kia ở chỗ vắng vẻ như vậy, dầu trải qua 1 năm, 5 năm, 10 năm cho đến trăm ngàn vạn ức hoặc hơn số này để tu hạnh viễn ly, nhưng chẳng biết rõ hạnh viễn ly chân thật. Nghĩa là các Bồ Tát tuy ở chỗ ồn ào náo động mà tâm vắng lặng xa lìa các thứ phiền não ác nghiệp và các ý nghĩ thanh văn độc giác, phát tâm hướng thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện Hiện nên biết, các Bồ Tát này tuy ở chốn đồng không mông quạnh trải qua thời gian lâu dài, nhưng bị xen lẫn ý nghĩ thanh văn độc giác, nên đối với hai địa vị kia sanh đắm trước, nương vào pháp hai địa vị kia tu hạnh viễn ly, lại đắm nhiễm vào hạnh này. Bồ Tát đó tuy tu hạnh viễn ly như vậy, nhưng chẳng được gọi là thuận với tâm của chư Phật. Thiện Hiện nên biết, hạnh viễn ly chân thật của các chúng Bồ Tát mà được ta khen ngợi, các Bồ Tát này đều chẳng thành tựu, thì họ đối với hạnh viễn ly chân thật cũng không thấy có hành tướng giống nhau. Vì sao? Vì Bồ Tát này đối với hạnh viễn ly chân thật này chẳng thích, chỉ ưa siêng tu hạnh viễn ly xuông của thanh văn độc giác. Thiện Hiện nên biết, các Bồ Tát này khi tu hạnh không viễn ly chân thật, ma đến giữa không trung vui mừng khen ngợi bảo: lành thay đại sĩ, ngài siêng tu hạnh viễn ly chân thật. Hạnh viễn ly này được các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác khen ngợi. Ngài đối với hạnh này nên siêng năng tu học, sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện Hiện nên biết, các Bồ Tát này chấp trước vào sự tu hành pháp viễn ly của nhị thừa như vậy cho là hơn hết, nên khinh chê miệt thị vị trụ Bồ Tát thừa, tuy ở chỗ ồn náo mà tâm vắng lặng thành tựu thiện pháp. Các bí xô thưa, Bồ Tát kia chẳng thể tu hạnh viễn ly, thân ở chỗ ồn náo, tâm không tịch tịnh, không tùy thuận theo thiện pháp. Thiện Hiện nên biết, các Bồ Tát này đối với các đại Bồ Tát hành hạnh viễn ly chân thật mà được Phật đã khen ngợi, thì lại khinh chê miệt thị, bảo là ở chỗ ồn náo, tâm chẳng vắng lặng, không thể siêng năng tu hạnh viễn ly chân thật. Còn đối với các đại Bồ Tát thực hành theo hạnh ồn tạp chân thật, các đức Như Lai không khen ngợi, thì lại tôn trọng khen ngợi bảo:
tâm người đó vắng lặng, không ồn náo, có thể tu hành đúng đắn hạnh viễn ly chân thật. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này, đối với bậc nên gần gũi cung kính cúng dường như đấng Thế Tôn, nhưng chẳng gần gũi cung kính cúng dường, trái lại càng khinh chê miệt thị. Còn đối với hạng phải nên xa lìa, chẳng nên gần gũi cung kính cúng dường như bạn ác, thì lại gần gũi cung kính cúng dường như phụng thờ đấng Thế Tôn. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát sanh vô số phân biệt chấp trước sai lầm. Vì sao? Vì Bồ Tát kia nghĩ sự tu học của ta là viễn ly chân thật, nên được phi nhân khen ngợi ủng hộ. Còn kẻ ở thành ấp thân tâm rối loạn, ai mà hộ niệm khen ngợi kính trọng? Các Bồ Tát này do nhân duyên này, tâm nhiều kiêu mạn khinh chê miệt thị các Bồ Tát khác, phiền não ác nghiệp ngày càng tăng thêm mãi. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này, đối các Bồ Tát khác là bọn chiên đồ la làm ô uế chúng đại Bồ Tát. Mặc dầu hình tướng giống như đại Bồ Tát, nhưng là kẻ giặc lớn trên trời trong loài người, dối ngạc trời người A Tố Lạc vân vân. Thân tuy mặc pháp y của Sa Môn, nhưng tâm thường ôm ấp ý ưa như kẻ giặc. Những bậc phát tâm tới Bồ Tát thừa thì chẳng nên gần gũi cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi kẻ ác như thế. Vì sao? Vì bọn người này ôm lòng tăng thượng mạn, bề ngoài thì giống Bồ Tát, nhưng bên trong lại nhiều phiền não. Thế nên, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát chân thật, không bỏ trí nhất thiết trí, không bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hết lòng thích cầu trí nhất thiết trí, muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích an vui cho khắp tất cả các loài hữu tình, thì chẳng nên gần gũi cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi người ác như thế. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát này thường nên tinh tấn tu tập sự nghiệp để cho mình nhàm chán sanh tử, chẳng đắm ba cõi. Đối với hạng người trên đồ la và ác tặc kia, thường nên phát tâm từ bi hỷ xả, nên nghĩ ta chẳng nên phát khởi tội lỗi như kẻ ác kia. Giả sử lúc phải thất niệm tạm khởi lên như họ, liền nên tỉnh giác làm cho mau trừ diệt. Vậy nên thiện hiện, các đại Bồ Tát này muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề phải tỉnh giác hoàn toàn về việc của các ác ma, nên siêng năng tinh tấn xa lìa trừ diệt tội lỗi như Bồ Tát đã tạo, siêng năng cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết người học như vậy, chính đó là Bồ Tát với phương tiện thiện xảo như thật tỉnh giác về các việc của ác ma.